chung cư Đức Dương khu đô thị phía Tây cầu Bãi Cháy. Quy mô 13 tầng. Địa điểm chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương, tỉnh Hải Dương. Chung cư Đức Dương nằm trong khu đô thị Beverly Hills Hạ Long, tọa lạc trên ngọn đồi Hải Quân, phía Tây cầu Bãi Cháy. Dự án được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương trên quy mô diện tích 10,8 hectare. Vị trí của dự án được đánh giá là khu đất vàng của tỉnh Quảng Ninh với bầu không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt. Beverly Hills Hạ Long còn được xây dựng trên ý tưởng về một thành phố xa hoa trên ngọn đồi tại California, Hoa Kỳ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, khí hậu trong lành, thoát khỏi khói bụi và sự ồn ào của chốn đô thị. Mở bán căn hộ chung cư Đức Dương Bãi Cháy, nhận nhà ngay sổ hồng ngay hạ tầng đồng bộ có sẵn hệ thống tiện ích 5 sao. Chiết khấu ngay 6% khi thanh toán theo tiến độ. Chiết khấu ngay 8% khi thanh toán nhanh. Ngân hàng hỗ trợ 70% trong 25 năm. Ân hạn nợ gốc và miễn lãi 18 tháng. Loại căn hộ mở bán. Căn 1 ngủ 62m2. Căn 2 ngủ 82m2 đến 89m2. Căn 3 ngủ 121m2 đến 128m2. Bán căn hộ chung cư cao cấp dự án Beverly Hills. Vị trí nằm trên đồi Hải Quân, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Căn hộ đầy đủ nội thất, có thể ở cũng như cho thuê rất tốt. Liên hệ 0776-421-599 để biết giá và xem nhà. Phòng này là bao nhiêu mét vuông ạ? Phòng này là 82 mét. Cảm ơn. Dưới này sau này có xây gì không? Cái sự dự kiến trong quy hoạch nó là bãi đỗ xe. Anh chị nhìn đây. Nó view của nó là view hai tầm view bên ngoài đều là nhìn ra biển hết nhá. Đẹp quên sầu luôn, nếu mà để ở trên này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Chị có thể nhìn này, chị nhìn này. Chị nhìn thấy toàn cảnh luôn nhá. Chị nhìn hầu như là cầu tình, mấy cầu tình yêu rồi các kiểu là. Nhưng chưa này chưa kể những cái lúc mà trời mà nó mưa mà nó lên như những cái mây nó phủ đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Em là còn kiêm cả nhà văn đấy không? Không, không phải kiêm cả nhà văn nhưng mà khách lên là có cảm nhận như thế luôn. Rất là đẹp luôn. Mỗi lần 6 cân mưa em rất thích cái đấy, núi này. Bạn này cũng thì xin được biết. Thank you.
bây giờ trực tiếp bây giờ đi. Giá bao nhiêu? Giá 2,2 ạ. 2,2 căn này. Cho 2,2. Rút đi tất cả thì. Chung cư Đức Dương khu đô thị phía Tây cầu Bãi Cháy. Quy mô 13 tầng. Địa điểm chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương, tỉnh Hải Dương. Chung cư Đức Dương nằm trong khu đô thị Beverly Hills Hạ Long, tọa lạc trên ngọn đồi Hải Quân, phía Tây cầu Bãi Cháy. Dự án được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương trên quy mô diện tích 10,8 hectare. Vị trí của dự án được đánh giá là khu đất vàng của tỉnh Quảng Ninh với bầu không khí trong lành, tầm nhìn khoáng đạt. Beverly Hills Hạ Long còn được xây dựng trên ý tưởng về một thành phố xa hoa trên ngọn đồi tại California, Hoa Kỳ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc, khí hậu trong lành, thoát khỏi khói bụi và sự ồn ào của chốn đô thị. Mở bán căn hộ chung cư Đức Dương Bãi Cháy, nhận nhà ngay sổ hồng ngay hạ tầng đồng bộ có sẵn hệ thống tiện ích 5 sao. Chiết khấu ngay 6% khi thanh toán theo tiến độ. Chiết khấu ngay 8% khi thanh toán nhanh. Ngân hàng hỗ trợ 70% trong 25 năm. Ân hạn nợ gốc và miễn lãi 18 tháng. Loại căn hộ mở bán. Căn 1 ngủ, 62 m2.
căn 2 ngủ 82 mét vuông đến 89 mét vuông, căn 3 ngủ 121 mét vuông đến 128 mét vuông. Bán căn hộ chung cư cao cấp dự án Beverly Hills, vị trí nằm trên đồi Hải Quân, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Căn hộ đầy đủ nội thất, có thể ở cũng như cho thuê rất tốt. Liên hệ 0776421599 để biết giá và xem nhà. Mua căn hộ ở đây xong tổ chức đám cưới ở đây.